vào cái ban công của ba em, nơi mà ba em hàng ngày hay uống cà phê. Và khi mà ba em biết là em làm cái sản phẩm này á, thì ba rất là vui. Ba hỏi là tại sao mà cái cây này nó lại đóng nắp mà nó lại sống được. Thì em mới giải thích rằng là cái cây này ban ngày nó hô hấp và nó tạo ra O2, ban đêm nó thải ra khí, nó hút vào khí carbonic, và ban đêm thì nó ngược lại. Còn nước thì là cái nguồn nước gọi là vĩnh viễn, tại vì ban ngày nhiệt độ cao nó bốc hơi và ban đêm nó chảy xuống, nó tạo ra một cái dòng nước như vậy. Và sản phẩm này là lúc nào cũng đóng nắp nên nó có thể sống từ 6 đến 12 năm, tới 2 năm mà không có cần chăm sóc nào. Những người mà yêu thích thiên nhiên mà không có gọi là lười thì rất là thích cái sản phẩm này. Thì ba em cũng rất là lo lắng khi mà tại sao em lại mang một cái sản phẩm nhỏ đến một cuộc thi lớn như vậy. Thì ba hỏi là rồi nếu mà người ta đặt 100 sản phẩm, 200 sản phẩm thì sao con làm, có một mình con làm mà, rồi con lấy vốn ở đâu ra mà con làm. Thì em rất là vui khi mà lần trước là ban giám khảo cũng hỏi em những cái vấn đề giống như vậy. Và em nghĩ là một cái sản phẩm nhỏ của em nhưng mà nó có khả năng gọi là truyền cái cảm hứng của mình đến với những bạn trẻ khác, biến những cái gọi là suy nghĩ trong đầu của mình vào thực tế. Và em rất là quý cái điều đó. Ngoài ra thì em cũng không có dừng ở đó, em làm những sản phẩm gọi là thiệt là đẹp. Em tạo đèn ngủ sống để mà cho những người gọi là tuổi teen như em thích, và những người lớn như là ban giám khảo đây cũng có thể thích. Em hướng tới là những cái chuỗi quán cà phê, một cái thị trường chính của em á, thì em hướng tới quán cà phê, tại vì em sẽ trang trí theo những cái đặc trưng của quán cà phê đó. Và em nếu mà ở quán cà phê thì em sẽ thay hoàn toàn cái sỏi thành hạt cà phê để mà cho nó phù hợp với những cái quán đó. Ngoài ra thì em cũng nhiều lúc mà em cũng rất là buồn, tại vì lúc mình làm nó không có giống như là cái lúc mà mình đã tính toán. Tại vì em tính cũng khoảng 3 tháng rồi mà tính nó cái bao bì cho cái sản phẩm của mình. Nhiều lúc thì mình là học sinh, mình không có tiền, mình đặt một lượng lớn cái bao bì đó, thì em cũng mượn các bạn, rồi em gọi là nếu mà sau cuộc thi này mình có tiền thì mình sẽ dẫn mấy bạn đi ăn chẳng hạn để mà bù lại. Thì dạ. Ngoài ra thì là cái sản phẩm của em á, nó em nghĩ là nó rất là tốt, nhưng mà thực tình là không có vậy. Tại vì khi mà vào quán cà phê thì khi mà em nói cái sản phẩm từ 100 ngàn trở lên, người ta biểu môi người ta không có chịu. Dạ. Nhưng mà sau này khi mà sau cái buổi trình bày lần trước á, thì khi em về á, em mới hỏi lại, thì cái feedback của người ta rất là, người ta nói khi mà khách người ta kéo ghế ra, người ta uống cà phê, thì người ta tự nhiên người ta cầm lên, cái người ta nói một chút về cái sản phẩm này, sau đó người ta mới uống, rồi người ta mới vô vào cái câu chuyện. Thì chú rất là thích cái sản phẩm của cháu, rồi chú sẽ đặt của cháu bao nhiêu đó. Thì cái này giúp cho em gọi là có động lực để mà nói về cái sản phẩm này, đứng ở đây mà nói về cho mọi người về sản phẩm. Còn nếu mà khi mà cho dù thành công hay thất bại thì được đứng ở đây, và khi mà em về, nếu mà có thành công hay thất bại gì thì ba em cũng là rất là muốn làm một cái sản phẩm này, muốn em làm sản phẩm cho ba uống cà phê mỗi sáng. Và và em nghĩ là sao qua ba em thì em có một cái gọi là cách uống cà phê mới, là phải để khởi động một ngày mới thì mình cầm một tách cà phê Trung Nguyên ra, rồi mình cầm một thêm một tờ báo, và mình trong một cái buổi sáng sớm bình minh vậy, mình ngắm sản phẩm xuyên chiếu mặt trời chiếu xuyên qua sản phẩm, thì em nghĩ là nó sẽ rất thú vị. Và em nghĩ là trong đây ban giám khảo cũng sẽ thích cái cách cà phê, thưởng thức cà phê mới như vậy. Em xin cảm ơn. Dạ, cô em hết. Dạ, mình mời những chia sẻ đến từ phía ban giám khảo ạ. Mình chia sẻ ngay là mình là khách hàng tiềm năng của bạn ấy, bởi vì là bạn nói là cái đối phù hợp với đối tượng người mà lười.
chăm sóc mà lại thích có cây, yêu thiên nhiên mà lười đó, thì mình là cái bản thân mình. Mà mình biết là rất là nhiều người, và nhất là những người mà sinh sống ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là sẽ là cái đối tượng mà yêu thiên nhiên mà lười. Mình hỏi là cái sản phẩm này bạn bán bao tiền một cái? Dạ, sản phẩm của em thì giá từ 120 đến 150, nhưng mà đối với những sản phẩm gọi là làm lớn, ví dụ như là làm cái một cái thuyền mình đặt ở chỗ những cái chỗ sườn gỗ á, mình làm một cái chai rượu thiệt là bự, rồi mình bỏ những cái sản phẩm cây vô mình sắp xếp á, thì giá nó sẽ dao động, nó sẽ lớn hơn. Dạ. Còn những sản phẩm này thì giá tầm 100 đến 150. Dạ. Bạn hiện tại là đang bán ở Kiên Giang hay bán ở? Dạ, hiện tại thì em có một cái shop gọi là, nó cũng không phải là shop, nó là một cái nơi để mà các bạn học tập tiếng Anh. Thì để mà em duy trì cái sản phẩm này thì em đã có kèm những cái bạn để tiếng Anh đó, để mà để duy trì sản phẩm. Và đồng thời nó là một cái gọi là cái cửa hàng của em luôn. Khi mà một tuần thì có khoảng 20 đến 30 bạn đến để mà trao đổi tiếng Anh, làm câu lạc bộ tiếng Anh đó, thì các bạn lại và thấy thì cái, nhưng mà đối tượng của em không có hướng tới là những người những cái bạn đó. Em hướng tới khách cái gọi là phân khúc chính của em là quán cà phê, nhưng mà cái đó là sẽ là cái nguồn vốn nhỏ gọi là ngắn hạn để cho em duy trì. Dạ. Một tuần như em nói thì em bán bao nhiêu sản phẩm? Dạ, nếu em chia ra một tháng là khoảng cái lần bán kết trước á, thì em có lại quán CBU thì người ta đặt là 98 sản phẩm, người ta không đặt 100. Em đã ngưng cung cấp, tại vì cũng có nhiều anh chị, cũng có nhiều chủ của quán cà phê cũng lại hỏi, nhưng mà em nói là để em đi thi, xong rồi về thì mình. Sản phẩm của bạn mình rất là thích, và mình chia sẻ với bạn đây là kinh nghiệm mình gặp lại thôi, chứ của mình cũng với phương án kinh doanh vậy là bạn đã có thương khách hàng của mình, đã có quan tâm lên rồi. Thế nhưng mà bởi vì đối với một sản phẩm như này, một người bình thường nếu như bạn không có cái giải thích gì, bởi mình đã nhìn thấy một quán cà phê ở Hà Lan họ cũng có những sản phẩm tương tự như vậy, nhưng họ có những cái dòng chữ bằng tiếng Anh, tiếng Hà Lan nói rất rõ là hey I am alive, I'm a real stuff. Thì cái đấy là cái mà để người ta thấy rằng là đây thực sự là một cái cây, chứ nhiều khi trong thế này họ cũng không biết, người khách cà phê người ta không biết là sản phẩm bằng nhựa hay bằng lá cây, bởi vì bây giờ thật với giả cũng rất giống nhau. Đấy, thế thì cái cách người ta làm mà mình cũng khá là ấn tượng đó là có cái đối thoại, bởi vì họ coi là một sinh vật sống. Cái đấy là cái mà bạn có thể nên cân nhắc trong sản phẩm của mình. Dạ, cái đó là em đã tính qua rồi, và em có in cái tờ giấy. Nhưng mà em không có đem theo, là tôi là một cô gái, hãy nâng niu, đừng có bạo lực. Chúc mừng anh. Em cũng chia sẻ. Em học marketing đâu vậy? Dạ, em không có học ở đâu hết, em mới lớp 12. Rất là bất ngờ, mới là bất ngờ, bởi vì em giỏi quá. Có bao giờ em nghĩ sản phẩm của em đặt tại các shop bán hoa không? Dạ, sản phẩm của em không nghĩ là sẽ đặt ở các shop bán hoa. Nhưng mà em có thể em sẽ shop quà tặng. Kết hợp dạ, shop quà tặng. Tại vì em nghĩ là ở những quán cà phê, nếu mà người ta bán những sản phẩm xong rồi người ta tặng kèm những cái sản phẩm này, người ta mang cái thông điệp môi trường, rồi người ta mang gọi là cái thể hiện cái đa số là thành phần người uống cà phê là giới trẻ và trung niên, thì mang cái gọi là cái tính độc lập và sự sáng tạo, nên khi mà đem cái sản phẩm này tặng nó sẽ ý nghĩa hơn là tặng kèm bonus thêm một sản phẩm khác, nó sẽ không có hay. Dạ. Và em chia sẻ thêm là sản phẩm này của em bán em không có bỏ khách hàng, là em bán thì em có thêm cái dịch vụ gọi là bảo trì và bảo hành. Em bảo trì trong vòng 6 tháng và bảo hành trong vòng 3 tháng. Tại vì khi mà sản phẩm nó có bị gọi là người ta lắc, hư thì cái đó là trách nhiệm của người ta.
Nhưng mà cái sản phẩm cây, nếu như mà cây của nó yếu, nó không thể sống được, thì em sẽ thay cây mới cho người ta, em không có bỏ khách hàng. Tại vì bỏ khách hàng sẽ mất uy tín, em không có làm gì. Lần trước tôi là người tôi cố gắng thuyết phục ban giám khảo để em vô vòng chung kết, tại vì tôi cũng nhận ra cái chất của em, nhưng mà thầy công nhận là lần này em trình bày tốt hơn nữa, em tạo cảm hứng được cho rất nhiều người. Cảm ơn. Dạ, thực tế là em cũng không có chuẩn bị gì hết. Cho có ý kiến đề nghị thầy Tuấn á là rất giỏi về marketing hả. Đề nghị thầy Tuấn là còn có một yếu tố để mà định vị cái sản phẩm này mà nó cực kỳ phù hợp với tuổi già. Thì ta nói thật với tuổi già, cái này cho tuổi teen mấy cô thôi, chứ già thì như tôi thì tôi cũng không thích lắm đâu. Nhưng đề nghị thầy Tuấn chỉ cho em thêm là có thêm một cái tính chất để định vị sản phẩm này nữa, đó là phong thủy. Dạ không, thật ra thì cái này nếu mà thầy nói vậy thì nói luôn, đối với những người mà không còn cái sức làm chuyện gì khác á, thì họ thấy một sản phẩm của em rất là hay, giống như thầy Minh vậy. Xin cảm ơn. Dạ, mấy giám khảo có cái mà vừa nhất mà em làm nó lớn cỡ nào? Dạ, nó là một cái giống như cái tàu. Nhưng mà cỡ nào? Nó khoảng nửa mét. Nửa mét chiều cao hay chiều rộng? Chiều dài. Nửa mét chiều rộng. Dạ, và cái bán kính là khoảng nó khoảng cái chậu mà trước mặt của anh, cái chậu đằng trước, cái bán kính của cái chậu đó. Dạ, nó là một cái chai rượu. Dạ. Ngoài ra em còn làm những cái gọi là cái chai gọi là đầu lâu nữa, nhưng mà em thấy nó không có phù hợp khi mà đem lên đây nữa. Long ơi, hồi nãy cái chú kia, chú đặt có 98 gái à. Bây giờ chị thích em quá, bây giờ cho chị đặt 100 gái được không? Dạ. Tại vì cái khâu, cái gọi là cái yếu điểm của cái sản phẩm này gọi là cái khâu vận chuyển. Cái khâu vận chuyển cực kỳ khó, tại vì phải có một cái dịch vụ vận chuyển đặc biệt. Nếu mà người ta vận chuyển mà có hư gì cả người ta đền. Nhưng mà tại vì em thì em làm có một mình em mà. Em làm đã 7 tháng rồi. Và cái dự án này em bắt nguồn 1 năm trước rồi. 7 tháng, trong 7 tháng là chỉ có một cái chỗ bán cà phê đó thôi. Dạ. Vậy bây giờ Cưng cứ nghĩ là Cưng sẽ làm như thế nào để ví dụ như có một đơn hàng 100 cái như vậy thì Cưng làm được không? Dạ, nếu như vậy thì em sẽ gọi là có một, phải có gọi là trang cho một cái đội ngũ những bạn như em, hoặc là đặc biệt là những bạn nữ, tại vì em không có qua tay. Em dạ, và những cái đội ngũ đó thì gọi là phải nhiệt huyết và phải có yêu thích cái sản phẩm này, tại vì nếu mà không có yêu cây thì không có thể làm được những cái sản phẩm này đâu. Dạ. Vậy bây giờ Long trả lời cho chị Phi Vân biết là chị Phi Vân đặt 100 cái sản phẩm đó thì em sẽ làm trong vòng bao lâu? Dạ. Và em có thể giao hàng được. Dạ, đối với những bạn như em thì đã khi mà làm lâu rồi á thì là 15 sản phẩm một ngày full time, không học gì hết trơn thì làm. còn em có dám bỏ học không? Em có dám bỏ học cho bây giờ? Dạ không, em nghĩ là ước mơ của em nó cao hơn, đi xa hơn một tí nên em không có bỏ học. Dạ. Dạ. Nếu mà làm vậy là em không nhận được cái đơn hàng đó. Dạ, khi mà em có chi nhánh trên đây em sẽ nhận. Em không nhận đơn hàng chị hả? Dạ em không nhận. năm tới thì tốt nghiệp khó lắm. Bạn giám khảo cứ hỏi em trả lời. Dạ.
Dạ, em biết nhưng mà muốn trả lời thêm nữa. Tại vì vẫn chưa hết ý của mình. Vậy giờ nếu mà em không có làm được á, em có chuyển bán công nghệ không? Dạ, công cái này có nó cũng không có phải là công nghệ gì quá là cao siêu. Dạ, dạ nhưng mà nó chỉ có gọi là những cái phụ phẩm mà em bỏ vô á, nó gọi là của riêng em. Khi mà chuyển giao á, em cũng chưa có gọi là nhãn hiệu gì hết. Em nó là Chisen Garden nhưng mà không ai biết hết. Nên khi mà chuyển giao á, nó sẽ giá nó sẽ nhỏ, nhưng mà em nghĩ là cái tiềm năng của em khi mà mai mốt nếu mà em lớn lên, em học được nhiều thứ, em có học qua những cái ngành như vậy thì em sẽ phát triển hơn, chứ em không có dạy gì mà đi bán cái sản phẩm từ cái thở khai sinh của nó cho người khác. Chúc mừng bạn, xin cảm ơn ban giám khảo.